48. Giải thích phẩm bốn niệm xứ thứ 19. Kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm Quảng Thừa. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm niệm chú đẳng 17. Kinh Phật Bảo Tu Bồ Đề, đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát là bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát nơi trong nội thân quán theo thân cũng không có giác tướng về thân vì không thể có được. Nơi trong ngoại thân, nội ngoại thân quán theo thân cũng không có giác tưởng về thân vì không thể có được. Riêng tinh tấn nhất tâm, trừ sự tham ưu thế gian, nội thọ, nội tâm, nội pháp, ngoại thọ, ngoại tâm, ngoại pháp, nội ngoại thọ, nội ngoại tâm, nội ngoại pháp, quán theo pháp cũng không có giác tưởng về pháp vì không thể có được. Riêng tinh tấn nhất tâm, trừ sự tham ưu thế gian, tu Bồ Đề thế nào? Bồ Tát Ma Ha Tát nơi nội thân quán theo thân. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, khi ngồi biết ngồi, khi nằm biết nằm, đúng như sở hành của thân biết như vậy. Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy, nơi nội thân quán theo thân, xuyên tinh tấn nhất tâm, trừ sự tham ưu thế gian, lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc đến đi xem ngó thường nhất tâm, eo duỗi cúi ngước, mặc y tăng giả lê, cầm giữ y bát, uống ăn, nằm nghỉ, ngồi đứng, ngủ thức, nói năng, im lặng, vào thiền ra thiền cũng thường nhất tâm. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành bát nhã ba la mật, nơi nội thân quán theo thân vì không thể có được. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát khi nơi nội thân quán theo thân, nhất tâm nhớ nghĩ, khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, khi thở vào dài biết thở vào dài, khi thở ra dài biết thở ra dài, khi thở vào ngắn biết thở vào ngắn, khi thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Ví như thợ thiết hoặc học trò thợ thiết, dây dài biết dài, dây ngắn biết ngắn. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, nhất tâm niệm tưởng, khi thở vào biết thở vào, khi thở ra biết thở ra, khi thở vào dài biết thở vào dài, khi thở ra dài biết thở ra dài, khi thở vào ngắn biết thở vào ngắn, khi thở ra ngắn biết thở ra ngắn. Như vậy Tu Bồ Đề, nơi nội thân quán theo thân, xuyên tinh tấn nhất tâm, trừ tham ưu thế gian vì không thể có được. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát quán thần tứ đại, nghĩ rằng trong thân có địa đại, thủy đại, phong hỏa đại, phong đại. Ví như người giết trâu hoặc học trò người giết trâu, dùng dao giết trâu chia làm bốn phần, chia bốn phần xong hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn xem bốn phần ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy. Lúc tu bát nhã ba la mật, quán thân bốn đại, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát, nơi nội thân quán theo thân vì không thể có được. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát quán nội thân, từ chân đến đỉnh, da mỏng, bọc quanh, đủ thứ bất tịnh đầy rẫy trong thân. Nghĩ rằng trong thân có tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, gân, móng, xương tủy, lá lách, thận, tim, gan, phổi, tiểu trang, đại trang, dạ dày, bóng đái, nước tiểu, phân, cấu bẩn, mồ hôi, nước mắt, nước dãi, nhổ, mủ, máu, đàm, vàng trắng, mỡ, não, ruột, màng mỏng. Thí như trong kho của điền phu chứa đầy tạp cốc, đủ thứ lúa, mè, lúa mạch, đậu, người mắt sáng, mở kho liền biết đó là mè, là lúa mạch, lúa nếp, đậu, phân biệt rõ ràng. Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, quán thân này, từ chân đến đỉnh, da mỏng, bọc quanh, đủ thứ bất tịnh đầy rẫy trong thân, tóc, lông, móng, răng cho đến não, màng mỏng. Như vậy, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát quán nội thân, xưng tinh tấn nhất tâm, trừ tham ưu thế gian vì không thể có được. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát nếu thấy thân người chết vứt bỏ, một ngày, hai ngày cho đến năm ngày, phình trướng, bầm xanh, nước mủ tươm ra, tự nghĩ thân ta cũng có tướng như vậy, pháp như vậy, ta trôi thoát khỏi pháp đó. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát, nơi nội thân quán theo thân, xuyên tinh tấn nhất tâm, trừ tham ưu thế gian vì không thể có được. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát nếu thấy thân người chết bị vứt bỏ hoặc 6 ngày hoặc 7 ngày bị quạ diều, kên kên, lang sói, chồn chó,
Các loài cầm thú như vậy cấu xé giành ăn. Tự nghĩ thần ta cũng có tướng như vậy, pháp như vậy, chưa thoát khỏi pháp đó. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, nơi nội thân quán theo thân, xin tinh tấn nhất tâm, trừ tham yêu thế gian vì không thể có được. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, nếu thấy thân người chết bị vứt bỏ, cầm thú giành ăn, bất tịnh, dã thối. Tự nghĩ thần ta có tướng như vậy, pháp như vậy, chưa thoát khỏi pháp đó, cho đến trừ tham yêu thế gian. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, nếu thấy thân người chết bị vứt bỏ, vòng khóa xương máu thịt vấy nhấp gần xương liền nhau, tự nghĩ thân ta có tướng như vậy, pháp như vậy, chưa thoát khỏi pháp đó, cho đến trừ tham yêu thế gian. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, nếu thấy thân người chết bị vứt bỏ, vòng khóa xương máu thịt đã giã hết gần xương liền nhau, tự nghĩ thần ta có tướng như vậy, pháp như vậy, chưa thoát khỏi pháp đó, cho đến trừ tham yêu thế gian. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, nếu thấy thân người chết vứt bỏ, vòng khóa xương đã tàn rã trên đất, tự nghĩ thân ta có tướng như vậy, pháp như vậy, chưa thoát khỏi pháp đó. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, quán nội thân cho đến trừ tham yêu thế gian. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, nếu thấy thân người chết vứt bỏ, xương rã trên đất, xương trần một nơi, xương hông, xương gân, xương lưng, xương tay, xương đỉnh, đầu lâu, mỗi thứ ở mỗi nơi, tự nghĩ thần ta có tướng như vậy, pháp như vậy, chưa thoát khỏi pháp ấy. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, quán nội thân cho đến trừ tham yêu thế gian. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, thấy xương người chết vứt bỏ trên đất, lâu năm gió thổi, mặt trời nóng, sắc trắng như vỏ ốc, tự nghĩ thân ta có tướng như vậy, pháp như vậy, chưa thoát khỏi pháp đó. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát, quán nội thân cho đến trừ tham yêu thế gian vì không thể có được. Luận hỏi: trong bốn niệm xứ có nhiều cách quán, cớ sao chỉ nói 12 lối quán, là quán hoặc trong hoặc ngoài hoặc trong ngoài? Lại nữa, thế nào là trong, thế nào là ngoài, quán trong và ngoài xong, cớ gì còn nói riêng trong ngoài? Lại nữa, trong bốn niệm xứ, một niệm xứ là trong, nhiếp về pháp trong là tâm; hai niệm xứ là ngoài, nhiếp về pháp ngoài là thọ và pháp; một niệm xứ là trong ngoài, nhiếp về pháp trong ngoài là thân. Cớ sao nói bốn pháp đều là trong, đều là ngoài, đều là trong ngoài? Sao không chỉ nói quán thân mà nói quán theo thân? Tại sao quán thân mà không sinh giác tưởng về thân? Cớ sao nói riêng tinh tấn nhất tâm? 37 đạo phẩm đều nên nói nhất tâm, cớ sao chỉ trong đây nói nhất tâm? Trong đây nếu khi tu hành bốn niệm xứ, hết thảy năm triền cái đều trừ, cớ sao chỉ nói trừ tham? Sự vui mừng của thế gian cũng có thể chướng ngại đạo, cớ sao chỉ nói trừ yêu? Quán thân có các tính vô thường, khổ không, vô ngã, cớ sao này chỉ nói quán thân bất tịnh? Nếu chỉ quán bất tịnh, cớ sao còn niệm tưởng bốn oai nghi của thân? Việc ấy dễ biết, đâu đủ để hỏi. Đáp: hành giả từ 12 lối quán ấy mà được định tâm, từ trước lại đây ba thứ tà hạnh, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc trong ngoài, phá ba thứ tà hạnh, cho nên có ba thứ chánh hạnh. Có người nhiễm đắm nội tình nhiều, nhiễm đắm ngoại tình ít. Nhiều người vì bản thân nên có thể bỏ vợ con, thân thuộc, bảo vật. Có người nhiễm đắm ngoại tình nhiều, nhiễm trước nội tình ít. Nhiều người vì tham của mà tan thân, vì dục mà mất mạng. Có người nhiễm đắm nội ngoại tình nhiều, nên nói ba thứ chánh hạnh. Lại nữa, tự thân gọi là nội thân, tha thân gọi là ngoại thân, chín thọ nhập gọi là nội thân, chín chẳng thọ nhập gọi là ngoại thân, năm căn nhãn nhĩ vân vân gọi là nội thân, năm trần sắc thanh vân vân gọi là ngoại thân, phân biệt nội ngoại như vậy. Hành giả trước dùng trí tuệ quán nội thân bất tịnh, vô thường, khổ không, vô ngã, tìm chẳng thấy được thân ấy tướng tốt hoặc tướng tịnh, hoặc tướng thường, hoặc lạc, hoặc ngã, hoặc thật, nội thân đã không thể có được. Lại quán ngoại thân, tìm tướng tịnh, thường, ngã, lạc, thật thì cũng không thể có được. Nếu không có được, bèn sinh nghi. Khi ta quán nội thời đối với ngoại hoặc lầm, khi quán ngoại đối với nội hoặc lầm, này nội ngoại cùng quán một lần cũng có thể có được.
Lúc ấy tâm được chánh định, biết thân này bất tịnh, vô thường, khổ, không, vô ngã, như bệnh, như ung, như ghẻ, chín chỗ tươm chảy nhơ nhớp. Đó là hầm xí, khổng lồ bị phá hoại, lìa tan tận diệt, tướng chết. Thường có các khổ vây quanh như đói khát, lạnh nóng, roi gậy, trói giam, mắng nhiếc, chê bai, giả bệnh, vân vân, không được tự tại. Bên trong rỗng không vô chủ, không có kẻ biết, kẻ thấy, kẻ làm, kẻ chịu. Các pháp chỉ là không, do nhân duyên hòa hợp nên có, tự sinh tự diệt, không lệ thuộc đâu, giống như cây cỏ, thế nên nội ngoại cùng quán. Các nghĩa nội ngoại khác như đã nói trong chương 18 không. Quán theo thần là tìm theo quán sát, biết nó bất tịnh, suy già, bệnh chết, dã hoại, hôi hám, xương gần mục nát, tiêu mòn trở về đất, như thần ta đầy da mỏng phủ kín, làm cho người cuồng mê lo sợ, muôn mối. Vì vậy nên theo dõi thân tướng trong ngoài, quán sát gốc ngọn. Lại là như Phật nói, cách quán theo thân, không sinh giác tưởng về thân, là không thủ lấy tướng một khác của thân, mà sinh hí luận. Chúng sinh ở nơi thân khởi lên các giác tưởng, có người sinh giác tưởng cho là tịnh, có người sinh giác tưởng cho là bất tịnh, có người sinh sân giác, nhớ tội lỗi người khác, có người quán thân này, thân là pháp gì, bên các thân phần là một là khác, không sinh các giác tưởng như vậy. Vì sao? Vì không có lợi ích gì, chỉ là ngăn ngại, niết bàn. Lại nữa, kẻ phàm phu hẳn thanh văn, thủ lấy thân tướng mà quán thân, còn Bồ Tát chẳng thủ lấy thân tướng mà quán thân. Riêng tinh tấn nhất tâm là việc đời khéo léo tiện lợi, từ đời phu thị lại đây, thường lập thường làm, như ly biệt người thường dễ, ly biệt tri thức thì khó, ly biệt tri thức dễ, ly biệt cha con khó, ly biệt cha con dễ, tự lìa thân mình khó, tự lìa thân mình dễ, lìa tâm mình khó. Tự không nhất tâm, siêng tinh tấn, thể việc ấy không thể làm được. Ví như cưa cây lấy lửa, nhất tâm siêng năng không ngừng không nghỉ, mới có thể được lửa, thế nên nói nhất tâm siêng tinh tấn. Trừ tham yêu thế gian là lòng tham trừ, thời năm triển cái sạch hết, giống như chè tre, mắt đầu đã chè, thời các mắt khác đều đi suốt. Lại nữa, hành giả xa lìa năm dục, xuất gia học đạo, đã bỏ cái vui thế gian, chưa được cái vui thiền định, hoặc thời tâm sinh niệm lo yêu, như cá ưa nước, tâm tướng như vậy, thường tìm sự vui, trở lại nhớ điều dục lạc xưa. Hành giả hay sinh hai tâm ấy, cho nên Phật nói nên trừ tham yêu. Nói tham tức nói vui mừng thế gian vì nó tương ưng. Ban đầu quán bất tịnh là thân người bất tịnh vì da mỏng che, nên trước sinh tưởng tịnh, sau mới sinh các tưởng điên đảo khác. Vì vậy nên đầu tiên nói quán bất tịnh. Lại nữa, chúng sinh phần nhiều đắm tham dục, thủ lấy tướng tịnh, còn sân nhuế tà kiến thời không như vậy, nên trước trị tham dục phải quán bất tịnh. Niệm bốn oai nghi của thân là trước muốn phá giặc thân, người được nhất tâm, mọi việc làm đều được thành tựu. Vì vậy nên trước tìm tòi việc của thân làm, sở hành đến đi, ngũ thức, tọa thiền, quán việc thân làm, thường nhất tâm an tường, không lầm không loạn, quán sát bất tịnh như vậy. Vì tam muội phải bất tịnh dễ được thân tùy an tường, mà bên trong có nhiều ác giác quán làm phá hoại rối loạn tâm kia. Vì vậy nên nói niệm hơi thở ra vào 16 cách để trừ giác quán, nghĩa niệm hơi thở ra vào như trước đã nói. Thân đã an tường, tâm không lầm loạn, vậy sau tu quán bất tịnh với an ổn bền chắc. Nếu chưa tu quán bất tịnh vì cuồng tâm rối loạn nên bất tịnh trở thành tướng tịnh. Trong Phật pháp, hai pháp này gọi là cửa cam lồ ban đầu. Quán bất tịnh là Bồ Tát Maha Tát quán thân như cây cỏ đá ngói không khác, bốn đại ngoài thân biến làm đồ uống ăn, chứa đầy trong thân, phần cứng là đất, ướt là nước, nóng là lửa, động là gió. Bốn phần ấy và bên trong tức là thân, trong bốn phần ấy đều không có ngã, không có ngã sở. Đi theo bốn tướng vô thường, sinh già bệnh chết, không theo ý người, khổ không cũng như vậy. Hoặc ngồi hoặc đứng, nằm thời biến nhát, thân không động tâm, cũng không động. Đi thời tâm lạc, tâm không tịnh, thân cũng không tịnh. Muốn lấy việc mắt thấy ví việc không thấy, nên nói ví dụ trâu ví dụ cho thân hành giả, kẻ mùa trâu ví dụ cho hành giả, dao ví dụ cho trí tuệ sắc bén cướp mạng trâu,
ví dụ cho phá một tướng thần, bốn phần ví dụ cho bốn đại. Người mổ trâu quan sát trâu bốn phần, không còn có trâu riêng, cũng chẳng phải là trâu. Hành giả quán thân trong bốn đại cũng như vậy, bốn đại ấy không gọi là thân. Vì sao? Vì đại có bốn mà thân chỉ là một. Lại, bốn đại là tổng tướng, thân là biệt tướng. Nếu bốn đại ở ngoài thì không gọi là thân. Khi vào trong thân, giả gọi là thân. Ngã không ở trong bốn đại không ở trong ngã. Ngã cách bốn đại xa chỉ vì điên đảo vọng chấp là thân. Dùng trí tuệ phân tán thành không ấy mà phân biệt bốn đại và tạo sắc. Vậy sau vào ba niệm xứ kia, được vào đạo, lấy thân này từ chân đến tóc, từ tóc đến chân, da mỏng bọc quanh. Suy nghĩ ngược xuôi không có một chỗ tịnh, tóc lông cho đến não màng nói lược, thời có 36 thứ bất tịnh, nói rộng thời rất nhiều. Kho lúa ví dụ cho thân, đồng phù ví dụ cho hành giả. Ruộng gieo lúa ví dụ cho thân nghiệp duyên của hành giả. Gặt lúa vào kho ví dụ cho nhân duyên của hành giả thành thục thọ thân. Lúa mẻ, lúa tẻ, đậu ví dụ cho các thứ bất tịnh trong thân. Đồng phù mở kho để biết lúa mẻ, lúa tẻ, đậu các thứ khác nhau cũng như vậy. Đấy là hành giả quán bất tịnh, lấy mắt tuệ kho thân, thấy biết trong thân này đầy rẫy bất tịnh chắc chắn sẽ tan hoại do vì kẻ khác hại hoặc do tự chết. Trong thân này chỉ có phân nước dãi bất tịnh, các thứ xấu xa hiện lộ. Đã quán nội thân bất tịnh, nay quán ngoại thân bại hoại. Thế nên nói hai thứ bất tịnh, một là đã hoại, hai là không hoại. Nay quán thân mình chưa hoại, còn có sự hiểu biết. Nếu người kết xử mỏng, lại căn thời sinh tâm nhàm chán. Còn người đột căn kết xử dày, thấy người chết đã hoại. Đáng sợ, đáng ghét, nếu chết một ngày đến năm ngày, bà con còn thủ hộ. Khi ấy cầm thú chưa ăn, bẩm xanh sình trướng, bổ máu tươm chảy, bụng phình phá vỡ, nằm tạng nát hoại, phần nước tiểu hôi thối rất đáng chán ghét. Hành giả nghĩ rằng, xác thân này trước đẹp, đi lại nói năng đẹp lộng lẫy, dáng dấp thủy mị mê hoặc lòng người, người dâm đãng ưa đắm. Này xem chẳng thấy sắc đẹp ở đâu, như Phật từng dạy, thật là pháp huyễn, chỉ dối mắt người vô trí. Sự thật ngày nay lộ hiện, hành giả liền nghĩ, thân ta với thân người chết kia không khác, chưa thoát khỏi nó, làm sao tự mình mê đắm và mê đắm người khác. Lại cũng tại sao trọng mình khích người, quán được như vậy, thời tâm điều phục, có thể cầu đạo, trừ được tham ưu thế gian. Lại suy nghĩ, thầy ấy khi mới chết, chìm thú trông thấy bảo chẳng phải người chết không dám đến gần, vì vậy nên nói qua 6-7 ngày thân tích đã đi hết, thì loài chim kên kên trồn dành đến xé ăn. Da thịt đã hết, ngày ngày đổi khác, vì vậy nên nói chỉ có người xưa. Thấy rõ như vậy càng sinh tâm nhàm chán, nghĩ rằng tim gan da thịt này thật không có ngã, chỉ do thân này tập hợp nhân duyên tội phước thọ khổ vô lượng. Liền tự nghĩ, thân ta không bao lâu sẽ phải như vậy, chưa lìa khỏi điều đó. Và có khi hành giả thấy xương người trên đất, nước mưa dội ngâm nắng phơi gió thổi chỉ còn xương trắng, hoặc thấy xương gần lâu ngày đứt ra, đốt xương giã phân tán mọi nơi, sắc trắng như bổ câu, hoặc mục nát tiêu hoại đồng màu đất. Lúc đầu quán 36 vật bất tịnh, thấy chết sình trướng một ngày đến năm ngày, ấy là quán bất tịnh. Chìm thú đến ăn cho đến đồng màu đất, ấy là quán vô thường. Trong đó tìm ngã và ngã sở không thể có được. Như trước nói, do nhân duyên sinh không tự tại, ấy là quán phỉ ngã. Quán thân tướng như thế không điều gì đáng vui. Nếu đám trước thời sinh yêu khổ, ấy là quán khổ. Lấy bốn thánh hạnh quán bất tịnh, vô thường, vô ngã, khổ để quán ngoại thân, tự biết thân mình cũng như vậy. Vậy sau quán chung cả trong ngoài, nếu tâm tán loạn để nghĩ đến sự khổ già bệnh chết trong ba đường ác, thân mạng vô thường, Phật pháp sắp diệt, như vậy đánh tâm làm cho nếp xuống, buộc trở lại vào trong quán bất tịnh, ấy gọi là siêng tinh tấn. Nhất tâm siêng tinh tấn nên trừ được tham ưu. Hai giặc tham ưu cướp pháp bảo của ta, hành giả nghĩ rằng thân này vô thường bất tịnh đáng ghét, như thế cớ sao chúng sinh tham đắm thân này để khởi lên các nhân duyên tội lỗi. Suy nghĩ như vậy biết trong thân này có năm căn,
ngoài có năm dục hòa hợp nên sinh cái vui điên đảo của thế gian. Tâm người tìm vui chưa lúc nào ngưng trụ, hãy quán cái vui ấy là thật hay hư, thân bền chắc hãy còn tan diệt, huống gì cái vui ấy. Cái vui ấy cũng không có chỗ ở, vị lai chưa có, quá khứ đã diệt, hiện tại không ngưng trụ, niệm niệm biến diệt, chỉ vì ngăn khổ nên gọi là vui, chứ không có cái vui thật. Ví như ăn uống vì trừ khổ đói khát tạm cho là vui, ăn uống quá độ thầy trở lại sinh khổ. Như đã nói trong đoạn phá vui, nên biết cái vui thế gian đều từ nhân duyên khổ sinh ra, nó cũng hay sinh ra quá khổ, gạt người dây lát, về sau khổ vô lượng. Ví như đồ ăn ngon lẫn chất độc, tuy ăn ngon thơm, chất độc hại người. Cái vui thế gian cũng như vậy, vì độc phiền não dâm dục vân vân cướp mạng trí huệ, nên tâm của mê, bỏ lợi đấy suy thì ai thọ lãnh cái vui ấy. Chỉ có tâm thức, quán kỹ cái tâm ấy, niệm niệm sinh diệt vì tương tục nên có thể thủ lấy tướng như sóng nước như ánh đèn. Tâm thọ khổ, chẳng phải tâm thọ lạc, tâm thọ lạc chẳng phải tâm thọ khổ, tâm thọ chẳng khổ chẳng lạc, chẳng phải tâm thọ khổ lạc. Tướng thời gian khác nhau, vì vậy nên tâm vô thường không tự tại, không tự tại nên vô ngã, tưởng tư ức nghiệp vân vân cũng như vậy. Ba niệm xứ kia, tướng trong ngoài như trước đã nói, thực hành bốn thái hạnh ấy, phá bốn điên đảo, bất tịnh mà điên đảo chấp tịnh, vô thường mà điên đảo chấp thường, vô ngã mà điên đảo chấp ngã, khổ mà điên đảo chấp vui. Phá bốn điên đảo nên mở cửa thật tướng. Khi mở cửa thật tướng rồi thì hổ thẹn, thói cũ đã làm, giống như người ban đêm ăn đồ bất tịnh, lúc sau biết quấy nên hổ thẹn việc ấy. Quán bốn pháp bất tịnh, vô thường vân vân, ấy gọi là khổ đế. Các phiền não ái vân vân là nhân của khổ, ấy là tập đế. Phiền não ái vân vân dứt là diệt đế. Các phương tiện dứt phiền não ái vân vân là đạo đế. Quán bốn đế như vậy, tìm đạo niết bàn, tâm an trú khoái lạc, tương tợ như vô lậu, ấy gọi là mãn pháp. Như người cọ cây lấy lửa, vừa có khí nóng hy vọng chắc chắn được lửa, tin pháp ấy rồi, tâm ưa vui pháp ấy của Phật như Phật tưởng dạy. Như uống nước hay lành bệnh, biết là thầy giỏi. Các người uống thuốc lành bệnh là đệ nhất trong loài người, ấy là tin tăng. Tin đảm bảo như vậy, đoạn pháp tăng tiến, tội phước dừng lại bằng nhau, nên gọi là đảnh pháp. Như người lên núi đến đỉnh, đường đi hai bên bằng nhau, từ đỉnh pháp đến nhẫn pháp cho đến A-la-hán là đường một bên, từ nhẫn đến đỉnh là đường một bên. Trong pháp thành văn quán bốn niệm xứ có được quả báo như vậy. Pháp của Bồ Tát ở nơi quán ấy, không quên bản nguyện, không bỏ đại bi, trước dùng bất khả đắc không điều phục tâm địa, trú ở trong địa ấy, tuy có phiền não tâm thường không đoạn. Nhiều người tuy chưa giết được giặc mà giam trói một nơi, đỉnh pháp của Bồ Tát như đã nói ở trong pháp vị trước. Nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, tức là Bồ Tát như thuận pháp nhẫn, tu đà hoàn đạo cho đến A-la-hán bích chi Phật đạo là Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn. Như phẩm ở phẩm sau Phật tự nói, tu đà hoàn hoặc trí hoặc quả đều là Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn, bốn chánh cần, bốn như ý túc, tuy mỗi mỗi vị trí khác biệt đều ở trong bốn niệm xứ. Tuệ nhiều nên gọi là bốn niệm xứ, tinh tấn nhiều nên gọi là bốn chánh cần, định nhiều nên gọi là bốn như ý túc. Hỏi, nếu như vậy cớ sao không nói trí xứ mà nói niệm xứ? Đáp, khi mới tập tu chưa kịp có trí nên niệm là cửa ban đầu, thường niệm việc ấy, trí tuệ tùy theo niệm ấy nên lấy niệm làm tên. Bốn niệm xứ thật thể là trí tuệ. Vì sao? Vì quán nội ngoại thân, tức là trí tuệ. Niệm giữ trí tuệ ở trong duyên, không để cho tán loạn nên gọi là niệm xứ. Trái với 96 thứ tà hạnh cầu đạo nên gọi là bốn chánh cần. Các ngoại đạo bỏ năm dục, tự làm khổ thân, không thể bỏ pháp ác bất thiện, không thể nhóm các pháp lành. Còn Phật có hai cách dứt pháp ác bất thiện: tà ác đã sinh dứt trừ, ác chưa sinh ngăn không cho sinh. Đối với pháp lành cũng có hai cách, là pháp lành chưa sinh khiến sinh, pháp lành đã sinh khiến tăng trưởng, ấy gọi là chánh cần. Lửa trí tuệ được gió chánh cần, không có gì không bị đốt cháy. Chánh cần nếu quá mức thời tâm tán loạn, lửa trí suy yếu.
như lửa được gió quá mức thời hoặc tắt hoặc yếu, không thể đốt cháy chiếu sáng, cho nên tu định để chế bớt gió tinh tấn quá mức thời có thể đắc định. Định có bốn thứ là dục định, tinh tấn định, tâm định, tư duy định. Chế bớt trí tuệ quá mức trong bốn niệm xứ, khi ấy định tuệ được tinh tấn nên sở dục như ý, sau được việc như ý thành biệt nên gọi là như ý túc. Túc là nhân duyên như ý, cũng gọi là phần. 12 pháp ấy ở nơi người độn căn gọi là căn, như cây có gốc mà chưa có lực, nếu ở nơi người lợi căn thời gọi là lực. Việc ấy rõ ràng có thể chóng được thành tựu công việc, như dao bén cắt cổ đồ vật nên gọi là lực. Sự chưa thành tựu nên gọi là đạo, sự thành tựu tư duy tu hành nên gọi là giác. Luận bàn về 37 đạo phẩm như trước đã nói. Hỏi: nếu Bồ Tát tu 37 đạo phẩm ấy, cớ sao không thủ chứng niết bàn? Đáp: vì bản nguyện bền chắc, vì tâm đại bi thâm nhập, vì biết rõ ràng thật tướng các pháp, vì mười phương chư Phật hộ niệm. Như kinh nói, Bồ Tát đến địa vị thất trụ, ngoài quán các pháp không, trong quán vô ngã. Nhiều người trong mộng buộc cây làm thuyền qua sông, giữa dòng thức dậy nghĩ rằng ta luống tự khổ nhọc, không sông không thuyền ta vượt qua đâu. Bồ Tát bây giờ cũng như vậy, tâm chán nản ăn năn, ta đụng cái gì diệt cái gì, muốn tự dứt tâm điên đảo. Bây giờ mười phương Phật đưa tay xoa đầu nói: lành thay Phật tử, chớ sinh tâm hối hận, hãy nhớ bản nguyện của ông. Ông tuy biết như thế mà chúng sinh chưa ngộ, ông hãy đem pháp không ấy giáo hóa chúng sinh. Điều ông chứng được mới là một cửa. Còn chư Phật vô lượng thân, vô lượng âm thanh, vô lượng pháp môn, nhất thiết trí tuệ, vân vân, ông đều chưa được. Ông quan thấy các pháp không nên đắm trước niết bàn. Trong các pháp không, không có chỗ diệt nên không có chỗ đắm trước. Nếu thật có diệt thì ông từ trước lại đây đã diệt. Ông chưa đầy đủ 6 ba la mật cho đến 18 pháp, ông nên đầy đủ pháp ấy của đạo tràng như phép tắc của chư Phật. Lại nữa, ba tàng muội 11 trí, ba căn vô lậu, tàng muội giác quán, 10 niệm, 4 thiện, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, 8 bụi xả, 9 định thứ lớp, như trước nói. Lại nữa, Phật 10 lực, 4 không sợ, 4 trí ngại, 18 pháp không chung, như đã nói trong phẩm đầu. Cuối các pháp ấy đều dùng vô sở đắc, vì hòa hợp với bát nhã ba la mật nên rốt ráo không. Gọi là trừ tham yêu thế gian vì không thể có được vậy. Kinh: lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát thấy xương người chết vứt bỏ trên đất, sắc trắng như chìm bổ câu, mục nát, tiêu hoại, hợp cùng với đất, tự nghĩ thân ta có nghĩ như vậy, tướng như vậy, chưa thoát khỏi pháp đó. Như vậy tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát nơi nội thân quán theo thân, xin tinh tấn nhất tâm, trừ tham yêu thế gian vì không thể có được. Quán ngoại thân, quán được ngoại thân cũng như vậy. Thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ cũng nên nói rộng như vậy. Tu Bồ Đề ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là bốn chánh cần. Những gì là bốn? Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đối với các pháp ác bất thiện chưa sinh, vì không cho sinh nên muốn xin tinh tấn nhất tâm hành đạo. Đối với các pháp ác bất thiện đã sinh, vì dứt trừ nên muốn xin tinh tấn nhất tâm hành đạo. Đối với các pháp lành chưa sinh, vì sinh nên muốn xin tinh tấn nhất tâm hành đạo. Đối với các pháp lành đã sinh, vì an trụ không mất, tu tập đầy đủ thêm rộng, nên muốn xin tinh tấn nhất tâm hành đạo, vì không thể có được. Tu Bồ Đề ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là bốn như ý phần. Những gì là bốn? Dục định đoạn hành thành tựu, tu như ý phần. Tâm định đoạn hành thành tựu, tu như ý phần. Tinh tấn định đoạn hành thành tựu, tu như ý phần. Tư duy định đoạn hành thành tựu, tu như ý phần. Vì không thể có được, tu Bồ Đề ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là năm căn. Những gì là năm? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát, vì không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là năm lực. Những gì là năm? Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát, vì không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là bảy giác phần. Những gì là bảy?
Bồ Tát Ma Ha Tát tu niệm sắc phần, nương lìa, đường vô nhiễm, hướng đến Niết Bàn, tu trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, trừ giác phần, định giác phần, xả giác phần, nương lìa, đường vô nhiễm, hướng đến Niết Bàn, vì không thể có được. Ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là tám thánh đạo phần. Những gì là tám? Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát, vì không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là ba tam muội. Những gì là ba? Không vô tướng, vô tác, tam muội. Không tam muội là các pháp tự tướng không, ấy là cửa không giải thoát. Vô tướng là hoại các pháp tướng, không nhớ, không nghĩ, ấy là cửa vô tướng giải thoát. Vô tác là đối với các pháp không tạo tác, ấy là cửa vô tác giải thoát, ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sinh trí, pháp trí, tỷ trí, thế trí, than tâm trí, như thật trí. Sao gọi khổ trí? Là biết chỗ không phát sinh, ấy gọi là khổ trí. Sao gọi là tập trí? Là biết tập nên dứt, ấy gọi là tập trí. Sao gọi là diệt trí? Là biết khổ diệt, ấy gọi là diệt trí. Sao gọi là đạo trí? Là biết tám thánh đạo phần, ấy gọi là đạo trí. Sao gọi là tận trí? Là biết các pháp dâm độ si diệt tận, ấy gọi là tận trí. Sao gọi là vô sinh trí? Là biết không còn sinh vào các cõi, ấy gọi là vô sinh trí. Sao gọi là pháp trí? Là biết bản tướng năm uẩn, ấy gọi là pháp trí. Sao gọi là tỷ trí? Là biết mất vô thường cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh vô thường, ấy gọi là tỷ trí. Sao gọi là thế trí? Là biết danh tự nhân duyên, ấy gọi là thế trí. Sao gọi là tha tâm trí? Là biết tâm của chúng sinh khác, ấy gọi là tha tâm trí. Sao gọi là như thật trí? Là biết nhất thiết chủng trí của chư Phật, ấy gọi là như thật trí. Tu Bồ Đề, ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là ba căn: vị tri dục tri căn, tri căn tri giả căn. Sao gọi là vị tri dục tri căn? Là năm căn tín tấn niệm định tuệ của các học nhân chưa đắc quả, gọi là vị tri dục tri căn. Sao gọi là tri căn? Là tín căn cho đến tuệ căn của các học nhân đã đắc quả, ấy gọi là tri căn. Sao gọi là tri giả căn? Là tín căn cho đến tuệ căn của các vô học nhân hoặc a la hán hoặc bích chi phật chư phật, ấy gọi là tri giả căn. Tu Bồ Đề, ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là ba tam muội. Những gì là ba? Tam muội có giác có quán, tam muội không giác có quán, tam muội không giác không quán. Sao gọi là tam muội có giác có quán? Lìa các dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác có quán. Lìa dục sinh hỷ lạc vào sơ thiện, ấy gọi là tam muội có giác có quán. Sao gọi là tam muội không giác có quán? Sơ thiện, nhị thiện, trung gian thiền, ấy gọi là tam muội không giác có quán. Sao gọi là tam muội không giác không quán? Từ nhị thiền đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng định, ấy gọi là tam muội không giác không quán, ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là 10 niệm. Những gì là 10? Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xà, niệm thiên, niệm thiện, niệm hơi thở ra vào, niệm thân, niệm chết. Tu Bồ Đề, ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, tám bụi xà, chín định thứ lớp. Tu Bồ Đề, ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là 10 lực của Phật. Những gì là 10? Lực 1, Phật như thật, biết tướng hết thảy pháp là đạo lý hay phi đạo lý. Lực 2, Phật như thật, biết các nghiệp, các lãnh thọ của chúng sinh quá khứ, vị lai hiện tại, biết chỗ tạo nghiệp, biết nhân duyên, biết căn. Lực 3, Phật như thật, biết các thiền giải thoát tam muội, định, tướng, cấu nhiễm, thanh tịnh, phân biệt. Lực 4, Phật như thật, biết tướng các căn thượng
sinh. Lực 5. Phật như thật biết các chỗ ham muốn kiến giải của chúng sinh. Lực 6. Phật như thật biết vô số các chủng tánh của thế gian. Lực 7. Phật như thật biết đạo đưa đến hết thảy chỗ. Lực 8. Phật như thật biết các túc mạng, có tướng, có nhân duyên, một đời, hai đời cho đến trăm ngàn đời. Kiếp bắt đầu, kiếp chấm dứt, ta sinh ở trong chúng sinh kia, có họ như vậy, tên như vậy, uống ăn, khổ vui, thọ mạng dài ngắn như vậy, chết nơi kia, sinh nơi đây, chết nơi đây, lại sinh nơi đây. Sinh nơi đây có họ tên, ăn uống, khổ vui, thọ mạng dài ngắn cũng như vậy. Lực 9. Phật có thiện nhãn thành tịnh, quá hơn các mắt chư thiên, thấy chúng sinh khi sinh khi chết, đẹp đẽ xấu xí, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc đọa ác đạo, hoặc đọa thiện đạo, nghiệp nhân duyên thọ báo như vậy, các chúng sinh ấy thành tựu ác thân nghiệp, thành tựu ác khẩu nghiệp, thành tựu ác ý nghiệp, hủy báng thánh nhân. Vì nghiệp nhân tiếp thụ các tà kiến, nên khi thần hoại mạng chung sinh trong địa ngục, các chúng sinh ấy thành tựu thiện thân nghiệp, thành tựu thiện khẩu nghiệp, thành tựu thiện ý nghiệp, không hủy báng thánh nhân. Vì nghiệp nhân tiếp thụ chánh kiến, nên khi thần hoại mạng chung và thiện đạo sinh cõi trời. Lực 10. Phật như thật biết các lậu đã hết, nên tâm vô lậu giải thoát, tuệ vô lậu giải thoát, tự chứng tri nhập vào pháp ấy ngay trong hiện tại, biết rằng ta sinh tử đã tận, phạm hạnh đã lập, từ đời nay không còn có đời sau. Tu Bồ Đề ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là bốn không sợ. Những gì là bốn? Vô ý. Một, Phật nói thành thật rằng ta là người nhất thiết chánh trí. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên, hoặc còn các chúng khác như thật nạn rằng pháp ấy Như Lai không biết, thì cho đến ta cũng không thấy mảy may dấu hiệu sợ hãi. Vì vậy ta được an ổn, được không sợ hãi, an trú chỗ thánh chúa, ở giữa đại chúng cất tiếng giống sư tử truyền pháp luân, mà các Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên, hoặc các chúng khác thật không thể truyền được. Vô ý hai, Phật nói lời thành thật rằng ta đã dứt sạch hết thảy lậu hoặc. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên, hoặc các chúng khác như thật nạn rằng lậu hoặc ấy Như Lai không sạch hết, thời cho đến ta chẳng thấy mảy may dấu hiệu sợ hãi. Vì vậy ta được an ổn, được không sợ hãi, an trú chỗ thánh chúa, ở giữa đại chúng cất tiếng giống sư tử truyền phạm luân, mà các Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên, hoặc các chúng khác không thể truyền được. Vô ý ba, Phật nói lời thành thật rằng ta nói pháp chứng đạo. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên, hoặc còn có các chúng khác như thật nạn rằng lãnh thọ pháp ấy không chứng đạo, thì cho đến ta không thấy mảy may dấu hiệu sợ hãi. Vì vậy ta được an ổn, được không sợ hãi, an trú chỗ thánh chúa, ở giữa đại chúng các tiếng giống sư tử truyền phạm luân, mà các Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên, hoặc các chúng khác thật không thể truyền được. Vô ý bốn, Phật nói lời thành thật rằng thánh đạo ta nói có thể đưa ra khỏi thế gian, thực hành theo đó sẽ được hết khổ. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên, hoặc có các chúng khác như thật nạn rằng đạo ấy không thể đưa ra khỏi thế gian, không thể hết khổ, thì cho đến ta không thấy có mảy may dấu hiệu sợ hãi. Vì vậy nên ta được an ổn, được không sợ hãi, an trú chỗ thánh chúa, ở giữa đại chúng các tiếng giống sư tử truyền phạm luân, mà các Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên, hoặc các chúng khác thật không thể chuyển được. Ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là bốn trí vô ngại. Những gì là bốn? Nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, từ vô ngại, lạc thuyết vô ngại. Tu Bồ Đề ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát vì không thể có được. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là 18 pháp không chung. Những gì là 18? 1. Thân chư Phật không lỗi. 2. Miệng không lỗi. 3. Niệm không lỗi. 4. Không có dị tướng. 5. Không có tâm bất định. 6. Không có tâm không biết đã bỏ. 7. Dục không giảm. 8. Tinh tấn không giảm. 9. Niệm không giảm. 10. Tuệ không giảm. 11. Giải thoát không giảm. 12. Giải thoát tri kiến không giảm. 13. Hết thảy thân nghiệp hành theo trí tuệ. 14. Hết thảy khẩu nghiệp hành theo trí tuệ.
15. Hết thảy ý nghiệp hành theo trí tuệ. 16. Trí tuệ biết thấy đời quá khứ không chướng ngại. 17. Trí tuệ biết đời vị lai không chướng ngại. 18. Trí tuệ biết thấy đời hiện tại không chướng ngại. Tu Bồ Đề ấy gọi là tướng đại thừa của Bồ Tát Ma Ha Tát thì không thể có được. Một đoạn dài gồm 1.308 chữ ở trên đấy, ở trên đến đây ngừng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát đại thừa là tự đẳng ngữ đẳng các chữ nhập môn. Những gì là tự đẳng ngữ đẳng các chữ nhập môn? Môn chữ A, vì hết thảy pháp ban đầu chẳng sinh. Môn chữ Ra, vì hết thảy pháp lìa cấu uế. Môn chữ Ba, vì hết thảy pháp đệ nhất nghĩa. Môn chữ Già, vì hết thảy pháp chọn không thể có được. Hết thảy pháp không quấy hết, không mới sinh. Môn chữ Na, vì các pháp lìa danh, tánh, tướng, chẳng được chẳng mất. Môn chữ La, vì các pháp vừa thế gian, cũng là nhân của thọ chi, trong 12 chi nhân duyên diệt. Môn chữ Đà, vì các pháp thiện tâm sinh, cũng là tướng bố thí. Môn chữ Bà, vì các pháp chữ Bà lìa. Môn chữ Đồ, vì các pháp chữ Đồ thanh tịnh. Môn chữ Xa, vì các pháp vương tánh sáu tự tại thanh tịnh. Môn chữ Hòa, vì đường ngữ ngôn vào các pháp dứt. Môn chữ Đa, vì vào các pháp như như bất động. Môn chữ Dạ, vì vào các pháp như thật bất sinh. Môn chữ Cha, vì vào các pháp chế phục không thể có được. Môn chữ Ca, vì vào các pháp tác giả không thể có được. Môn chữ Ta, vì lúc vào các pháp không thể có được, vì các pháp chưa chuyển vậy. Môn chữ Ma, vì vào các pháp ngã sở không thể có được. Môn chữ Già, vì vào các pháp đi không thể có được. Môn chữ Tha, vì vào các pháp xứ sở không thể có được. Môn chữ Xà, vì vào các pháp sinh không thể có được. Môn chữ Bá, vì vào các pháp chữ Bá không thể có được. Môn chữ Đà, vì vào các pháp tánh không thể có được. Môn chữ Xa, vì vào các pháp định không thể có được. Môn chữ Khư, vì vào các pháp hư không